Lá rời khỏi cây là bởi vì cây đối xử không tốt với nó, có phải không? Không phải. Vậy là gió cướp lá khỏi cây, có phải không ạ? Cũng không phải. Vậy chúng ở cùng với nhau thì tốt biết bao, sao lại phải rời xa ạ? Rời xa là bởi vì chúng không còn kết hợp nhau nữa. Vậy là ai đã sai? Chẳng đúng cũng chẳng sai. Rời xa chính là rời xa, chia tay chính là chia tay. Đúng sai chẳng có ý nghĩa. Hai bên đã không còn kết hợp nhau nữa. Thay vì rút quyệt quệ chất dinh dưỡng của đối phương, chi bằng cứ thản nhiên mà hợp tan. Hai bên đều được yên ổn. Sau khi rời khỏi cây thì lá sẽ phải làm gì đây? Không biết nữa. Có thể là gặp được người có tâm, dùng tấm lòng để cất giữ. Cũng có thể bay theo gió, chẳng rõ tung tích. Nói không chừng nó sẽ rơi xuống mặt đất, mọc rễ nảy mầm, kể từ đó thay hình rối dạng, sống lại với một dáng vẻ mới.